tới thôi à. Em sáng lên. Không, em đang stream. Dạ. Hả? Trồng cáo vô. Hả? Cảm ơn.
Em tới chưa? Dạ rồi, chị tới cái chỗ xót vé chị gọi em. Tới cái chỗ xót vé gọi em nha. Chỗ xót vé, chỗ xót vé chị gọi em ra. Dạ. Chào cả nhà thân yêu nha. Mình vừa gửi đến cả nhà đoạn clip mà trong live stream anh Bảo vừa like ở Bến Tre về cặp đôi chúng ta yêu mến nha mọi người. Hai em đến đó đã nhận được rất nhiều sự hâm mộ của bà con ở Bến Tre. Mọi người đều tay bắt mặt mừng cũng như là mong muốn được chụp ảnh cùng với Tiến Nhung Sắc Long hết sức là dễ thương phải không cả nhà. Phải nói là về Bến Tre này hai bạn nhận được rất nhiều sự tình yêu của quý bà con cô bác ở tại nơi đây, thì hai em cũng rất là vui vẻ đứng chụp hình với fan hâm mộ, và rất nhiều ông bà cô chú đã khen cho cặp đôi Tiết Nhung Sắc Long cực kỳ dễ thương luôn. Và theo chia sẻ trong buổi live stream thì được biết cặp đôi Tiết Nhung Sắc Long sẽ hát 3 bản song ca và mỗi bạn hát 2 bài đơn ca nữa. Vậy tổng thể là các bạn sẽ có 5 bài ở trên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn nha cả nhà. Rất cảm ơn cả nhà đã xem video.